c'est la psychule. Team Secrets turn to pick. Vâng, đến với game đầu thứ hai giữa Secret và The Final Trap. Sorry anh em, đã phải ngắt quãng cái trận đấu mà anh em đang theo dõi, trận Minsky và VC Jeremy Storm. Nhưng mà theo đúng với cả quy trình là việc thì bọn mình cũng đã chuẩn bị rất là nhiều hình ảnh như là thumbnail rồi các cái tỷ số real time cho trận đấu giữa team Secret và team Final Trap rồi. Mình biết dù đây là một trận đấu không thực sự hấp dẫn nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải theo dõi lần lượt từng trận đấu thôi. Nói chung là Mineski và VC Jeremy Storm thì cũng có thể sẽ có cơ hội gặp nhau ở những cái vòng trong, nên anh em không phải lo. Điều gì thì bọn tôi vẫn sẽ cover đủ số trận của Super Major. Bọn mình vẫn sẽ cover đủ số trận. Nhưng mà chẳng qua những cái trận nào mà nó trùng giờ gắt quá thì bọn tôi có thể đá sang cho anh em xem tí thôi. Đấy, thậm chí nãy tôi còn quên mất không up tỷ số real time. Bây giờ tôi sẽ phải lên tôi up cái đã. 1-0 Secret. Cười nhỉ, có những thanh niên không biết là mọi chuyện nó xuất phát, nó phát triển, nó bắt nguồn từ đâu, nhưng mà họ vẫn cứ muốn tỏ ra là mình biết, rất hiểu, rất biết về cái vấn đề đấy. Mình hơi buồn là vì 2018 rồi, các bạn lớn lên một tí. Chỉ là các bạn lớn lên một tí thôi, mọi chuyện nó đẹp hơn rất là nhiều. Gì nhỉ, biết gì bây giờ? Búp bê. Búp bê, papi đưa kia ra. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Mình lại phải viết một cái caption, xong rồi up lên Facebook. Tỷ số real time 1-0 cho Secret các bạn. Papi liệu có ăn một game rồi nhả hai game sau không? Giống trận với King Gaming. Wow, cú nổ kèo như thế thì cũng hơi bị đậm đấy nhỉ. Quay trở lại với Secret và Final Trap xong rồi, mọi thứ có lẽ là cũng đã ổn định, kỹ thuật các thứ mình cũng đã giải quyết xong, có lẽ chúng ta sẽ không còn vướng mắc gì nữa. Ui, nhìn vừa nhìn con Evoker sao được, game nào có Evoker tôi thấy cũng có vẻ hấp dẫn. Prepare for battle. Nói chung là tôi cứ khóc thôi, tôi chẳng sợ mang tiếng đàn bà đâu. Nhưng mà anh em cứ nói đi, tôi thức khóc nào thì tôi vẫn cứ khóc. Khóc không khả được tôi khóc đâu. Rồi quay trở lại với Secret of Final Trap. Yap, do chơi Phoenix trong trận đấu này. Puppy thì vẫn tiếp tục là sở hữu con Esu Spirit Ace. Anh ta là người chơi Phantom Lancer, Fata, đánh Beastmaster và Invoker. Và Invoker một cái set khá là quen thuộc. Set Invoker, áo choàng, áo chiểm, tóc dài, sân siêu bóng mượt, bồ kết các thứ thứ. Ui, wow, tóc này như là sân siêu bồ kết bóng mượt. Bên phía team Final Strap thì Ira sẽ là người chơi Dragonite. Let's Struck nằm trong tay của Jonathan Fan. Tiếp tục là cái lối chơi sử dụng một con hero không mang tính chất đi off lane nhưng vẫn sẽ đi hard lane, đi lên dưới khu vực bot này, đi cùng với Pablo và con Orga Magia. Ngay lập tức là những người bắn rất đau người của Ace, Ace đã phải lùi rồi. Frost anh ta là người chơi, sẽ là người chơi Luna. Tôi đã nhìn thấy một con Chen ở bên phía team Final Tribe. Còn Chen nằm trong tay của Haskin. Con hero đi rừng nhưng là Chen của Enchan ở cái meta này nó cũng không thực sự được sử dụng nhiều nữa. Lại vì đúng như những gì tôi đã phân tích ở cái đó đầu tiên thì meta hiện tại là meta mà nó support đứng lên rất là nhiều. Support đi roam hay những support đi rừng nó sẽ không tạo được những cái impact lớn ở trên đầu game. Chen thực ra thì cũng sẽ tạo được impact bởi vì Chen nó hoàn toàn có thể điều đệ ra, nhưng Chen không phải là một con hero chắc chắn trong cái việc ganh với đệ của mình. Điều đệ ra thì ok, cũng có thể harass một chút đối phương, làm cho đồng đội dễ thở hơn, cũng có khả năng thắng lên được, nhưng mà nó cũng không có quá nhiều impact
Và về sau thì con Chen này nó cũng sẽ yếu dần đi. Chen không phải là con hero đánh late game mạnh, kiểu Chen giàu mà gậy xanh rồi full đồ không nói làm gì. Nhưng mà Chen mà kiểu đánh bình thường thôi thì cũng không phải là một con hero để có thể đánh late game mạnh. Còn Chen này là, còn là Chen mua off random các bạn. Ace ở dưới này có lẽ là sẽ rất khó farm. Đã phải chủ động cộng trước một điểm vào double ganger rồi. Tiếp tục là có một stun tốt đến từ Jensen Fan. Ace gần như anh ta đang không thể farm được dưới khu bot lên. Một creep được Lassit và một deny. Cầm hai xoài như này thì liệu có đủ để cho Ace anh ta regen không? Một cái tango, một set tango 6 cái bây giờ cũng đã phải cắn đến 2 cái rồi. Sau đó là hai quả xoài được cầm. Ô, nhưng mà đấy, đi lên với cả con ông Mujai này nó rất là khó chịu. Con ông Mujai này là một con hero mà máu trâu giáp 8. Sau đó thì có một cái skill slow. Chạy cũng không thực sự là quá chậm. 287 mà có support theo kiểu như thế này tôi không đánh giá là quá chậm. Kiểu Crystal Maiden vừa mỏng vừa chậm thì còn nghe còn Sida chứ con này nó chậm nhưng mà nó rất trâu. Chậm nhưng trâu. Chậm nhưng mà như một cỗ xe tăng. Còn Crystal Maiden chậm nhưng mà như một cọc bún vậy. Ở trên này thì Fata đang bị Hara rất đau và liên tục có cái tình huống đánh cả hit đánh tay cũng như là spam skill đến từ bên phía team Final Try. Hara skill anh ta chủ động lấy một điểm vào skill 1 của Chen để có thể giảm kháng phép của đối phương, chính xác hơn là tăng đam. Tăng đam từ những đòn đánh và spell lên. Cho đây là một skill tăng đam. Đánh nó sẽ đau hơn rất là nhiều. Con gửi đệ về rồi lại gọi đệ lên. Regen mana cho con đệ này xong lại đem nó ra và tiếp tục harass. Còn cái con này ngày xưa Kamezoko rất là đau, cooldown nhanh, mana cost ít, đam to. Bây giờ thì nó cũng đã được sửa lại rất là nhiều rồi. Con này ngày xưa tôi nhớ rất là khỏe, rất là trâu. Ba spam skill rất đau. Puppy ở dưới này thì cũng có lẽ là sẽ chỉ đứng đây để có thể bảo kê cho Ace thôi. Ace anh ta không biết là có sẽ chủ động lên item gì để regen không. Thực ra thì Phantom Lancer này không phải là Phantom Lancer ngày xưa nữa. Phantom Lancer ngày xưa thì cũng có thể Lancer Ring để có thể kiếm thêm một chút regen. Puppy anh ta chết rồi. Tôi đã bảo rồi, cái con Overwatch là con heo rất khó chịu ở khoản đi lên. Có slow, có stun, trâu rất to. Mua cả Star Seal, bây giờ mua giày rồi. 337 tốc chạy, Star Seal rồi, 700 máu, 8 giáp này. Này, này, đấy. Các bạn chơi Overwatch chỉ cần này thôi. Tôi nghĩ là ở cái tầm rank thấp thì đây là con hero hoàn toàn có thể abuse, hoàn toàn có thể lạm dụng nó để có thể leo rank được. Nếu như các bạn muốn setup một cái lane duo, các bạn cứ đi xuống cùng với offlane, bảo offlane pick một con gì thật là khó chịu, thật là khỏe, như kiểu Beastmaster chẳng hạn. Chắc là rank thấp thì cũng chơi Beastmaster. Nhưng mà nói chung là cái con Omojai đi với con gì ở offlane thời điểm này tôi thấy cũng khỏe hết. Nhìn nó đấm các carry kìa. Nhìn nó đấm con carry như con luôn. Rồi Fata trông giống là đi rồi. Vẫn đi ngược lại để có thể chặn đường stun của Centaur này. Nhưng mà có lẽ anh ta vẫn sẽ phải chết rồi. Có là mạng thứ hai dành cho Final Tribe. Và game đấu đỡ một chiều đi một chút. Có lẽ game đấu thứ hai này Final Tribe họ hoàn toàn có thể giành lại được một game nếu như họ đánh tốt những cái tình huống xử lý ở giai đoạn laning phase đang cho thấy là Final Tribe họ đã chuẩn bị sẵn chiến thuật này từ khá là lâu rồi. Tôi hy vọng là với một chiến thuật có vẻ như là đang tủ như thế này thì Final Tribe họ hoàn toàn có thể phải là một game trước team Secret Dyer, có scan thì Dyer biết được Puppy di chuyển ra, nhưng ngay tức là Puppy anh ta cũng biết điều này. Anh ta có một cái ward ở đây, anh ta không dám đứng lại ăn rune, anh ta có lên đây và cướp rune của đối phương không, chủ động ăn rune Naken và bỏ luôn hai rune bounty. Chủ động ăn rune Naken, bỏ rune bounty và di chuyển ra khu mid lên. My thrift rewarded. Ace cũng đã có cho mình một cái red band rồi. Cầm luôn cả một cái mặt nạ hồi mana và anh ta ghép luôn lên ring Aquila. Một cái ring Aquila, ring mỏ quả này thì sẽ
giúp cho Ace hồi được một chút mana, thêm một chút stat. Nói chung là khả năng regen máu từ item này gần như là bằng không. Tôi vẫn muốn là nhìn thấy Ace anh ta hướng đến một cái item gì đó để có thể hồi máu, bởi bây giờ anh ta cũng đã sử dụng hết Tango rồi. Rồi như từ giữa nào, giáp giò từ đâu đến di chuyển xuống, stun trượt rồi. Pablo tiếp tục có một tình huống bị stun đè, và đó là Sunstrike rất đẹp của Mid One. Giáp giò bất ngờ di chuyển xuống dưới khu bot lên, anh ta không đứng trên top cùng với cả Fata nữa, và đó là một tình huống rotate khá hay khi mà anh ta hỗ trợ cho đội mình lấy được mạng của support đối phương ở khu mid lên. Thì Haskin di chuyển ra một chút nữa thôi thì Mid One đã phải nằm xuống ngay lập tức là Mid One. Anh ta đổi kịp skill sang Ghostwalk với việc là Evoker ở meta mới này, ở bản patch mới này, nó không còn bị mất mana mỗi khi mà bạn sử dụng cái skill Invoke nữa, thì khả năng sử dụng các skill chạy trốn như là Ghostwalk hay là Tornado nó sẽ dễ dàng hơn. Bạn luôn luôn có một mana ổn định để có thể sử dụng những skill bỏ chạy, đặc biệt là Ghostwalk khi mà Ghostwalk tốn rất nhiều mana. Tốn đến 200 mana. Đây là bảng skill của skill của Invoker. Cho anh em nào mà ít khi chơi Invoker hoặc là chưa bao giờ chơi Invoker có thể nắm được. 100 mana cầu snap, 200 mana có swap, Ice War 175 mana, EMP 125 mana, nhưng có khả năng hút về mana cho Invoker. Tornado 150 mana, Alacrity 60 mana, Radiant's Top Tower 300 mana, Sunstrike 175 mana, gọi đệ Fox Spirit 75 mana và Chaos Meteor 200 mana. Đều là những cái skill mà nó tốn rất nhiều mana. Vậy nên là Evoker phiên bản patch trước khi mà nó đang ở dưới khu bot lên, thì đó, tôi đã nói rồi. Với cái việc là phải đối đầu nó lên khó như thế này thì cần phải lên một cái item gió để có thể regen hay là chống chịu spell của đối phương. Có lẽ là nên cầm cái Inspiration Rod vào, cầm Magic Wand và Infinite Rod vào. Với cái việc là Invoker ở phiên bản patch mới này, cái Invoke không còn tốn mana nữa, không còn tốn 60 mana nữa, thì cái việc Invoker có thể thoải mái sử dụng skill, đặc biệt là ở lên farm bằng Alacrity hay là đệ, nó sẽ xảy ra thường xuyên. Invoker bây giờ rất là ok trong việc đi lên. Đó, bạn có thể sử dụng 60 mana để có thể Alacrity liên tục mà không cần phải quan tâm Invoke của tốn mana hay không nữa. Nhà Pablo anh ta đang có một cái rune invi, anh ta đang di chuyển trong khu vực lên, anh ta nhìn thấy cái chiêu Mid One rồi, có stun Mid One tiếp tục sẽ là một stun đè, thêm phun lửa nữa, thêm một stun nữa, ba cái stun vào đầu của gói Invoker này thì bố nó không chạy được. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Bây giờ sẽ có một huống hút trụ luôn đến từ bên phía team Final Trap. Có vẻ đúng như tôi đang dự đoán, Puppy anh ta ăn game 1, sau đó thì nhà game 2, có game 3 chăng? Ở đâu đó thì carry của bên phía thì Final Trial đang farm 60 và... What the fuck? Dota! Please! Please! Dota dạo này nó cũng bị làm sao các bạn đây. Tự ấn vào mặt của Luna, nó không ra mặt của Luna luôn, nó cứ ra đây luôn. Quay cam cũng khó luôn. Muốn quay cam bây giờ cũng khó luôn. Ấn vào mặt hero là nó sẽ ra mặt con hero luôn, nó ra chỗ con hero luôn. Ở đây đâu có một cái gì là nó cứ bị vướng mắc ở đây, không bấm được. Fata trên này đã có level 6 rồi, lên trên một cái bottle. Thực ra thì ở meta này khi mà Rumati không xuất hiện 2 phút một lần nữa thì lên một cái bottle cho vị trí offlane tôi đánh giá không hay. Chúng là anh ta hoặc có thể lên Soaring, vừa có thể hồi mana vừa có thể sử dụng Soaring để spa. Lên bottle chắc là anh ta muốn bottle thì cũng quan trọng thôi. Dire's top tower is under attack. Mid lane đang bị chém rất đau. Nhưng có lẽ anh ta sẽ lấy được cho mình một cái rune regeneration. Rồi lock đúng không, chính xác. Sẽ là lock Ira lên. Nhưng nghe tức là Ira cũng sẽ phun lửa để có thể cancel thì nó regen vừa rồi. Ace ở dưới này có lẽ sẽ tiếp tục chết rồi. Không có đường chạy cho Phantom Lancer trong một cái góc kỳ 4 người. Team Fire Tribe bây giờ họ sẽ push luôn với Chen, với Lestruck, với Ogre, với Ogre Magi và với cả một con Luna. Có
đống đệ như thế này, thậm chí là có cả một con Hellbear Smasher có 15 tốc đánh aura cho đồng đội. Thì việc push nó sẽ trở nên rất nhanh, thậm chí sẽ là ủi luôn cả hai trụ luôn, không phải là một. Tôi nghĩ sẽ là ủi cả hai trụ. Ủi cả hai trụ. Đây là thời điểm mà sẽ chưa có khả năng đẹp. Ở đây thì Ira di chuyển xuống, vâng, mở phong rồng mình lên, stun nhầm con rồi, đang stun nhầm con rồi, dồn đam nhầm con rồi. Ace có một thứ micro bóng thực sự là không hay, nhưng Ira anh ta khá vội vàng trong tình huống stun của mình. Nhưng có lẽ sẽ là hai trụ đi rất nhanh. Như thế này thì Secret cũng sẽ cố gắng để lấy hai trụ của đối phương khi mà Alacrity đã được bơm vào xe. Alacrity được bơm vào xe rồi, hai trụ của bên phía team Fire Tribe cũng sẽ nằm xuống. Mỗi team đổi lại lấy hai trụ của nhau. Co thì giật cũng không làm gì được. Mid One anh ta thả cầu xuống. Mid One, wow, Invoker của Mid One vẫn sẽ lên cho mình một cái hand of badass, thậm chí là băm luôn cả Alacrity cho con xe và để nó bắn vào trụ 3 luôn này. Ô, cái ông Final Tribe này không định về đẹp à? Con xe nó bắn kìa, bắn vãi hít thôi mà trong cái trụ này đã mất một cây máu rồi. Ở đây thì Ace đang rất thọt và anh ta sẽ phải farm bù một khoảng thời gian rất lâu nữa để có thể comeback lại trong trận đấu này. Vâng, Invoker ở meta này thì tôi thấy là rồi, đúng như dự đoán là sẽ lấy bottle để đi check cái rune quan trọng như là Invi hay là Haze, thậm chí có thể là DD. Nhưng mà đấy, các bạn có thể nhìn thấy luôn, đó là một tình huống mà bên phía team Final Tribe họ cũng đã đợi sẵn Fata rồi. Ở đây thì Puppy có lẽ cũng sẽ phải nằm xuống thôi. 8-1 dành cho Final Tribe trong game đầu thứ 2. Họ đang chơi một lối chơi cực kỳ khát máu, không chỉ push trụ nhanh mà họ còn đang ăn những cái mảng đối phương ở trên mọi mặt trận. Ở đây thì Ace có lẽ sẽ tiếp tục một lần nữa phải nằm xuống rồi. Nếu như anh ta không chạy nhanh, anh ta hoàn toàn có thể chết. Còn TP, Radiant are scanning. Ở trên này thì giáp do còn trứng không thể up được. Disable trên stun bất tỉnh. 9-1 cho Final Tribe rồi. Mid One cũng đã có cho mình cái hand of Midas. Invoker tôi đang định nói là ở phiên bản, mấy phiên bản gần đây thì Invoker cũng bỏ qua hand of Midas. Nhưng mà hand of Midas không phải là một cái item tối ưu nữa rồi. Hand of Midas nó sẽ khá là chậm trong cái tiến độ lên đồ. Nói chung là bạn sẽ phải lên cái hand of Midas trước. Sau đó thì mới hướng đến gậy xanh. Và Hand of Midas thực ra không phải là một item để có thể tăng tiền, để có thể farm tiền, mà Hand of Midas là một item để farm XP là chính. Một con hero cần nhiều XP như Invoker thì lên Hand of Midas để có thể farm XP thôi. Chứ Hand of Midas không phải là một item để tăng tiền. Bởi vì cũng đã có rất nhiều bài phân tích, đã phân tích rồi. Và ta lại tìm thấy ở trên này là đang định đi ra và chết. Puppy bị slow, anh ta có lẽ sẽ phải nằm xuống rồi. Quay trở lại giết ngược là Haskin, đổi một mạng 11-3 thành cho Final Tribe. Final Tribe kiểu đầu thứ hai này họ đang dẫn đến 5k Nexus rồi. Thi đấu rất hay, chiến thuật hợp lý. Cái tình huống di chuyển côn team đẩy trụ stick push đánh nhau giết người rất là chuẩn xác, chưa có một tình huống nào thừa thãi hay là mất thời gian cả. Bây giờ thì Luna cũng đã có 7k3 nét hút rồi, 130 con ở thời điểm phút 14. Vâng, farm gần bằng farm số creep gần bằng số phút nhân với 10 rồi. Đây là farm tiêu chuẩn, gần tầm 15 phút anh ta farm 150 con thôi là anh ta sẽ đạt được tiêu chuẩn đó. Bây giờ gần bằng tiêu chuẩn rồi, farm rất là nhanh rồi. Đây tiếp tục Mid One bị ganh vào thêm một lần nữa. Mid One đi farm rừng rồi cũng chết. Lestrade cũng đã có gậy lốc rồi, setup stun bây giờ là rất dễ. Mid One mà bị bớ bởi Lestrade, tôi nghĩ là Lestrade có thể solo kill luôn. Trừ khi là Mid One anh ta thủ sẵn skill như kiểu là lốc liềm, tàng hình tàng hiểm. Chứ còn không thì còn Lestrade bây giờ thời điểm này, thời điểm nó dồn đam rất là đau.
The Final TBL á. Bạn có nhầm không? Đây là team The Final Track mà. TBL này. Hay là tôi nhầm? Rồi, giờ đang đánh nhau ở đây. Rồi, tình huống di chuyển thẳng vào đến từ Ira. Stun on the mid one, chưa chết Prime Raw người Ira. Bây giờ Ira anh ta sẽ dính một bộ combo. Vâng, nhưng có vẻ như là không có combo nào đến từ mid one cả. Khi mà anh ta vừa invoke trượt skill thì phải. Có vẻ là anh ta thả con Sprite ra một góc nào đó ở đằng sau. Ace cuối cùng cũng đã di chuyển ra, giết được Johnson Fan rồi. Nhưng bây giờ thì Ace khó lòng mà về được. Ace anh ta cũng sẽ nằm xuống ở đây thôi. 2-1 và bên phía team Final Track vẫn đang tiếp tục có một cái lợi thế rất lớn trong việc vũ trụ khi mà rồng vẫn còn form. Chắc là người anh em nào ở trên kênh chat bị nhầm, để mình chat lại lên cái đô tai cho bạn biết tên team này nhá. Tên team này nó là như này, không phải là như này đó. Người anh em nếu như vẫn đang theo dõi kênh thì có thể nhìn mình chat nhá, mình có thể tránh nhầm lẫn. Regeneration. Tôi rất cảm ơn, tưởng nãy giờ mình Radiant's đọc sai cái tim mà. Rồi. Ông ấy còn hỏi là ông ấy cứ đọc clutter mình bảo mà quái hay là mình nhầm nhỉ. Rồi, đây là một tình huống mà Pablo anh ta đang bị Prime Raw vẫn sấy một cái Sunray rất đau, và đó là một mạng rất đáng tiền dành cho Vata, nhưng phải sử dụng đến cả một cái Prime Raw để có thể giết một con support Mirai ở thời điểm này. Đang thấy là bên phía team Secret họ khá bế tắc rồi, thì con đó tình huống hoàn toàn là chỉ cần một cái swap hoặc là một cái stun đến từ Vengeful Spirit thôi, có thể để lại một cái Primal Raw cũng được. Nhưng mà Fata bây giờ thì anh ta muốn chắc cú lắm rồi. Raw con Armor. Rất bế tắc trong những tình huống đi gank giết người, bắt buộc phải sử dụng cả một cái ultimate rất khỏe của Beastmaster để giết một con support. Phoenix anh ta sử dụng đi Spirit Vessel. Radiant's middle tower consumption. Đơn giản thôi. Rena chống Blink cũng đến một BB. Bây giờ ở đây thì các thành viên bên phía team TFT họ cũng đã di chuyển rất sâu ở đây, cắm những cái Observer cũng như là Sentry rất khó chịu để có thể control map ở khu vực này. Đây là một cái khu vực mà chắc chắn là kể cả Phantom Lancer hay từ từ nào đây thì Fata tiếp tục anh ta lại bị stun rồi. Trên stun này 5.000 tỷ stun được tung ra, và đó là mạng dành cho Iran. Nhưng ở đâu đó thì Frost lại nằm xuống dưới tay của Mid One. Frost vừa nằm xuống dưới tay của Mid One trong tình huống vừa rồi, tình huống mà chúng ta đang để ý đến chết của Fata. Thì Mid One vừa có tình huống có lẽ như là solo kill chăng? Solo kill Luna. Wow, invoker của Mid One các bạn. Vâng, có bạn hỏi Secret bây giờ còn chơi không thì không biết. Nhưng mà cái stack này là cái stack ninja mặc đồ ngủ. Ninja in pyjama đấy. Anh em hay đọc vui vui là ninja in pyjama, ninja mặc đồ ngủ, sát thủ mặc đồ ngủ đấy. Thì cái team sát thủ mặc đồ ngủ ngày xưa là có kiểu Ira, rồi Secret, rồi Hanskin, Jonathan Fan với cả cái niên Dimit gì đang đi biết cho online đấy nhỉ. Mẹ tên gì nhỉ, quên mất thằng còn lại rồi. Nói chung là team đấy bây giờ thì cũng giã rồi, và bây giờ thì còn Jonathan Fan, Hanskin và Ira chơi với nhau thôi. Còn thanh niên Frost này không biết là lấy từ đâu ra. Pablo này thì cũng là old alliance cũ, lô 8 ngón đây. Tay chỉ 8 ngón thôi, còn đang có một Roshan thì bên phía team Secret. Final Strike họ di chuyển vào, Fata anh ta đã bị stun, anh ta không ra Final Raw. Puppy bên ngoài cũng chưa ra được một cái swap để cứu rồi mình, và anh ta đã chết. Nhưng Roshan thì đã nằm xuống rồi, và đó là Aegis of Immortal thuộc về bên phía team TFT. Và Luna anh ta có được cả mạng của Roshan cũng như là Aegis of Immortal thì cũng có bắt khá hỗn loạn. Và Phoenix cố gắng để có thể ấp trứng, nhưng tốc độ đánh bên phía team Final Tribe là rất nhanh, với một con Ogre Magi Bloodlust đã có đến 4 điểm rồi.
phá trứng cực kỳ nhanh. Ở đây tôi đang nhìn thấy một tình huống Bounty, anh ta đã di chuyển ra tận đây rồi. Anh ta muốn ăn một Blue Bounty thì có lẽ anh ta cũng sẽ phải chết rồi. Sunstrike xuống là không đủ để có thể giết được Jonathan Fenn. Bóng của Bounty sẽ di chuyển lên để có thể tiếp tục bắn theo, nhưng đã có giếng của anh Tích và có lẽ sẽ không có mạng dành cho Bounty sau tình huống vừa rồi. Bây giờ có hỗ trợ đến từ team TFT và có lẽ là Secret đang hơi bế tắc trong việc triển khai lối chơi. Họ đã không thể đem, không thể push, không thể giết người, đi đâu cũng thấy chết như thế này. Một lại tiếp tục làm tình huống Fire Raw vào người một heo cực kỳ châu chó. Lần này là một con Dragon Knight, gửi Dragon Knight về xong. À Lim đúng không? Lim. Ngày xưa team Nip, team sát thủ mặc đồ ngủ NIP Ninja Kizama đấy, có rất nhiều cái tên gọi team đấy, thì có Lim, có Ira, có Silkit, có Jensen Fan và có Hanskin. Thì ngày xưa khoảng tầm thời gian trước TI5 cũng là một team nói chung là cũng khá là hay. Các player họ chơi thì lối chơi khá là hay, thường xuyên chơi con hero mà chẳng ai chơi, như là súng, như là axe, như là Centaur Runner. Ira ngày đấy nó còn cầm SS Limit, nó còn lên Mecha, mê kiểu, lên chống, lên Mecha. Hôm sau thì họ cũng không đạt được quá nhiều thành tích. X-Men tổ chức NIP, tổ chức NIP thì cũng không mặn mà với bộ môn Dota 2 nữa. NIP nếu các bạn không biết thì là một tổ chức rất là có truyền thống ở bộ môn Counter Strike, môn bắn súng FPS, Half-Life. Nhưng mà thực ra Half-Life lại không phải là Counter Strike. Counter Strike là một custom map của Half-Life. Half-Life là một trò chơi tựa game luôn, tựa game do chính Valve, do chính cái nhà sản xuất ra cái trò Dota 2 này, họ sản xuất ra cho Half-Life. Cái nhân vật rất nổi tiếng đó là ông cái gì nhau kính Freeman nhỉ, tựa nào đang tìm Shadow Blade lên. Mà Kira có lẽ ra sẽ nằm xuống xong đúng này, đè cả một cái Primal Raw luôn cho nó chắc ăn. Kira nằm xuống rồi, về tiếp tục tìm được thấy cả Pablo và hai mạng liên hoàn dành cho bên phía team Secret. Gordon Freeman đúng không? Gordon Freeman đấy mới là cho Half-Life. Còn Counter Strike là một custom game, custom map của Half-Life, cũng như Dota là một custom map của Warcraft thôi. Cái này thì anh em tránh nhầm lẫn với nhau. Thì NFT thì họ cũng mặn mà với bộ môn Dota 2 nữa rồi, mà họ là một team rất là truyền thống của CSGO. Team Secret này bây giờ tôi thấy là bắt đầu có rất là nhiều mảng khác, rất nhiều bộ môn khác như là Fortress hay là Fortnite. Bắt đầu có những team chuyên nghiệp, chứ là CSGO nữ cũng có của team của Secret luôn. Team Secret Dota này thì rồi lock được mid one lên, Dust rất chính xác. Vâng, cả team chạy được, còn cái ông quan trọng nhất thì lại chết. Cả team té được nhưng mà ông quan trọng nhất thì lại phải nằm xuống. Ở Việt Nam cứ thấy CS thì gọi là Half-Life, đúng rồi. Nói chung là nó vẫn còn rất là nhiều nhầm lẫn. Dota 1 với Dota 2 nó cũng không giống nhau. Dota 1 là một custom map của Warcraft. Còn Dota 2 là một tựa game hẳn hoi do Valve họ sản xuất ra luôn. Thế đây là những cái lore hay là những cái model các hero của Dota 2 với Dota 1, anh em cũng không nên nhầm lẫn với nhau. Như ở cái lore của Anti-Mage hay là Tero Blade. Ở Dota 1 thì nó biết lẽ vời ra là do cái lore đấy có sẵn từ việc là... Thực ra cũng không phải. Nói chung là nói về lore của Warcraft với Dota thì nó khác nhau nhiều á. Cái này thì thôi, khi nào mà khoảng thời gian rảnh rỗi thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau sau. Rồi Ace, anh ta có một con Vanguard đi để có thể di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, khi ở đây có rất nhiều thành viên bên phía team Firetribe di chuyển lên. Và ngay lập tức là Ace đã phải mở cho mình một cái BKB, và thậm chí là khi BKB rồi vẫn bị bắn rất rát. Vâng, rush thẳng lên BKB để có thể sống.
khi Rockstar lên BTB thì những item khác nó sẽ bị chậm tiến độ rất là nhiều và anh ta sẽ không thể tham gia đánh nhau một cách hiệu quả được. Không có đam. Lo của Warcraft thì nó phải là Illidan Storm Rage và Manfurion Storm Rage. Puppy cứu Midone và Puppy sẽ là người hy sinh hộ Midone, mở đường máu lấy lại cứu chùa. Nhưng mà cũng đã tiêu tốn của Ragnar này một BB rồi. Tôi nghĩ cũng là một tình huống đổi tạm ổn dành cho mình phía Team Secret. Ở đây thì Fata bắt đầu đi rát, anh ta có Shadow Blade, book 1, một cái Medallion of Courage. Vẫn cầm một cái Bottle, phút 26. Sẽ TP xuống của Johnson Fan và anh ta sẽ cố gắng được liệt tơn tước rất là nhanh. Johnson Fan có lẽ sau khi hoàn thành xong BKB thì item mà anh ta nên hướng tới là một cái dây bay để có thể chống những tường rát của con Beastmaster này. Có nghĩa là anh ta nếu như đã không lên một cái dây mana hay là kiểu ái phát tách dây mana rồi thì bây giờ là thời điểm hợp lý là anh ta lên dây bay rồi. Sau khi hoàn thành xong một cái BKB thì nên lên dây bay. Nếu không thì con BM nó ra rất là nhanh. Cẩn thận, BM gọi chi gọi đệ và Invoker cũng có dây bay. Invoker dây bay đi ra cùng với BM cũng rất nhanh. Nếu như anh em chỉ chơi Dota, chưa từng tìm hiểu qua Warcraft thì mình cũng khuyên là nên tìm hiểu qua Warcraft, bởi vì Warcraft nó cũng là một cái rất là hay. Thực sự Blizzard họ làm ra một cái tựa game cực kỳ xuất sắc. Warcraft sau đó thì họ phát triển thành một cái vũ trụ luôn, cái universe luôn, Warcraft universe, World of Warcraft luôn, một thế giới Warcraft, cốt truyện rồi rất nhiều thứ nó hay. Lo thứ của Blizzard họ viết rất là hay, từ Starcraft cho đến Warcraft đều là những cái tựa game mà lo rất là hay. Jim Raynor đúng không? Ở Dota 1 thì cái con Venomancer là lấy hình tượng của con Hydra của Starcraft mà. Venomancer trong Dota 2 bắt đầu sửa Prime Roar, mọi người có một con Overmogai để đi về. Sau đó thì thả một cái Sunstrike trêu nó và nó vẫn còn một nửa cây máu. What the fuck? This hero, mấy con hero này đúng là kiểu lâu không ai chơi nên mọi người quên mất là nó khỏe như thế nào. Khỏe một cách vô lý vãi cả đai. Khỏe một cách vô lý. Lại Raw vào con OM xong rồi chạy. Lần này còn không giết được nó cơ mà còn phải chạy. Bởi nó khỏe lắm rồi. Một con OM mới dài bây giờ là bao nhiêu? 6,8 máu regen một giây. Tí nữa nó sẽ có thêm 40 strength hoặc là 40 blood attack speed các bạn. Nó chắc chắn nó sẽ cộng nhánh bên trái rồi. Cộng nhánh bên trái cho đồng đội. Bây giờ level 15 cộng được 300 máu. Level 20 cộng 40 strength. 40 strength, 1 strength tương đương với 20 máu. 40 strength là giờ tầm bao nhiêu? 800 máu à? 300 máu hoặc 800 máu là tổng cộng này hai cái lần của nó là từ từ đã nào có một ca mút máu vâng Ace anh ta có lẽ sẽ lại thêm một lần nữa về được khi anh ta bật BKB rất nhanh. Era lần này thì chắc không cần phải chắc cú đến mức mà phải bật BKB lên nữa rồi. Rồi bắt đầu Alacrity vào đệ. Nhưng hữu cơ của Midone chủ động lấy Talon phân ra hai con đệ. Và anh ta cũng đã ăn xong một trụ 3 trên cái top lane của đấy Kenzo. Đây là cái mối bên phía team Final Trap họ quyết định là sẽ để đệ vào trong này để có thể chờ Roshan. Họ đang sở hữu con Alpha Wolf. Đây là con creep rất tốt cho những tiếng push cũng như là ăn Roshan. Cả Hellbear Smasher gấu thể hình nữa. Gấu thể hình, chó thể hình. Công nhận là mấy con này sống ở trong rừng rú. Chỉ đứng ở nhà thôi nhá. Tôi không biết tại sao đây, tôi sẽ chỉ ra một điểm rất vô lý của trò chơi cho anh em.
mà mấy con này chỉ ở nhà thôi, chỉ đứng ở nhà thôi, chỉ đứng ở trong những cái bãi này thôi, nhưng mà rất đô, không tập thể dục thể thao gì, không ăn không uống, nhưng rất đô. Các bạn nhìn này, cơ bắp này, chân này, tay này, đùi này, ngực này, cơ bụng này. Này, tại sao lại gọi là gấu thể hình, gọi là chó thể hình? Ờ, có Rosa này, các bạn nhìn xem, cơ bắp này, này, xô này, vai này, xô này, đặc biệt là vùng vai, bắp tay này. Có mỗi chân là đúng kiểu không di chuyển nhiều thôi, nên là hơi khèo tí. Ở đâu đó thì giết được mạng của thanh niên Beastmaster rồi, đang cố gắng đi rap. Tôi đang vẫn phân tích một chút về những con cướp rừng trong trò chơi này. Chỉ đứng ở nhà thôi nhưng rất đô. Đây, mẹ tí to đứng hỏi luôn. Ua, cái form ngực này, cái form ngực này là các ông phải đi đẩy tạ thì mới có luôn. Tôi chắc bạn chắn con này nó lại không cầm tạ mà nó chỉ cầm một cái, tôi không biết đây là gọi là cái gì, cái chùy à. Nhưng mà các ông nhìn xem này, ngực cắt rất đẹp luôn nhá, ngực cắt cực kỳ đẹp, nhưng mà chỉ đứng ở nhà thôi, nếu mà tập thời gian đâu tập gym nhá. Này đây, LA Smasher của các bạn đây, hái cả mõm là răng trả lợi, nhưng mà ngực này, wow, vâm chưa, vâm chưa, khác gì Lý Đức không, cực kỳ vâm luôn. Có tình huống lốc cũng như là EMP vào nên Midone ở đằng sau thì là sự di chuyển ra đến từ Jonathan Van. Anh ta đã bị X rồi, liệu có bị chết stun cho đến chết không? Vâng, đó là Yandis. Vâng, sau khi mà lên cho mình một cái BKB thì đó là Yandis chứ không phải là dưới bay. Bây giờ thì trứng của Phoenix đã vỡ rồi. Phoenix anh ta còn bay bách bật BKB đến từ vị trí của Luna. Còn Luna có vẻ như là anh ta BKB hơi sớm, chắc chắn là sẽ bay bách ra đến từ Phoenix. Và ở bên trong này thì sao? Ace anh ta đang bị stun nhưng Jonathan Van cũng đang bị stun. Midone cố gắng để tạo skill, anh ta vẫn chưa hex, à mời anh ta đã hex Jonathan Van rồi. Jonathan Van nằm xuống, phân bóng ra đến từ Ace, anh ta cố gắng lùi về. Puppy còn ít máu quá, mở một cái Eclipse lên. Ace không còn nhiều hiệu ứng của BKB nữa mà Ace anh ta cũng sẽ chết. Anh ta bay bách ra hay không đây? Vâng, Puppy đã bay bách ra rồi. Ở đâu đó thì Fata vẫn đang cố gắng để có thể rát khu mid lên, nhưng tại sao lại là rát khu mid lên chứ không phải là top hay là bot? Vì bot lên đang rất cao nên Fata vẫn chưa thể di chuyển tới hai khu vực này để có thể thực hiện những tình huống push trụ được, mà nháp do buộc phải bay ra. Puppy cũng vậy, nhưng đó là một tình huống mà họ có thể giết được mạng của một con Lestrak, mà Lestrak đã có Yandis rồi. Dưới này thì lại còn gọi được cả Alpha Wolf. Đệ với con Boa này của Beastmaster đẩy trụ rất là nhanh. Sunstrike chỉ trúng vào đúng con Rosa thôi, vô hình chung lại làm cho bên phía team BFT họ ăn Rosa dễ hơn. Giáp do bị phát hiện ra, anh ta bị lốc lên, anh ta nằm xuống rồi. Tiếp tục có một huống mà Frostbite được BKB thêm một lần nữa. Vâng, có một tiếng combat dài hơi đến cái mức mà tranh chấp dài hơn đến cái mức mà Frost anh ta bật được hai lần BKB rồi. Pablo chuyển lên ngay lập tức là tham mình sẵn một cái stun, có lẽ Puppy cũng sẽ không về được. Puppy không về được rồi, đi về đâu. Fata ở đâu đó cũng đã chết, Fata đi rat cũng chết. 15k network dành cho TFT. Còn game đấu này hoàn toàn trái ngược với game đấu đầu tiên. Trận đấu này không phải là một trận đấu quá nhàm chán, nhưng mà chúng ta vẫn đang được theo dõi những diễn biến, nó cũng khá là căng thẳng đấy chứ. TFT cố gắng để có thể push, còn Secret thì cố gắng để chặn đứng những đường push, cũng như là rồi Midone bị dính một tình huống blink stun đến từ Overwatch, thêm một stun nữa đến từ Dragon Knight. Midone anh ta bất tỉnh, anh ta chết mà không có buyback. Đây có lẽ sẽ là tình huống GG rồi, GG rồi các bạn. TFT trong trận đấu này, họ game đấu này họ đánh rất xuất sắc từ những cái tình huống triển khai lối chơi ngay từ giai đoạn laning phase, rồi đến hay là đến tình huống xử lý ở giai đoạn late game, đặc biệt là con Lestrak của Jensen Fe trong game đấu này. 8-3-10 chỉ số rất là tốt. Dragon Knight của Ira 7-1, Frost trong game đấu này thì 4-1, tam 439 con, 440 con rồi, 25k reward. Bây giờ là một Eclipse được mở ra, nhưng có lẽ sẽ là chỉ để zone các thành viên bên phía team Secret về phía sau thôi. Họ sẽ ăn nốt cái lên cuối cùng của bên phía team Secret và TFT họ sẽ lùi về. Game đấu được cân bằng, trận đấu được cân bằng một đều.
chúng ta có lẽ sẽ đến với game đấu thứ ba sớm thôi. Tôi chuẩn bị lên và update tỷ số real time luôn đây. Lên update tỷ số real time luôn à. I'll take that. Thế mà cũng một đều. Úi sao. Anh em thấy tôi dự đoán hay không? Anh em lên fanpage xem cái ảnh tôi post tỷ số real time. Tôi bảo là liệu Puppy có ăn game 1 xong rồi nhả 2 game sau không? Đúng là Puppy nhả 1 game sau rồi. Còn có nhả 2 game sau không thì không biết nha. Nhưng mà chắc chắn là Puppy đã nhả 1 game rồi. Bây giờ chỉ chờ Puppy nhả 2 game thôi, chúng ta sẽ có nổ keo. Tôi dự. Dạo này tôi dự hơi bị hay luôn anh em. Dự đúng luôn mà. Viết caption nhắc từ lên trên. Puppy anh ta nhả với một game à, liệu có nhả ba. Bây giờ chỉ chờ gõ CC thôi, tôi sẽ bấm post luôn. Đạo diễn, director kỳ anh các bạn. Rồi, phát ta. Đấy, cứ thế này thôi, một link và một stun. Không có cơ hội để có thể chạy, midrun tiếp tục dính thêm stun. Swap như thế thì cũng không cứu được đâu. Tưởng là kiểu xa tít mù tắt swap rồi cứu được, cứ đứng cạnh nhau mà swap thì không ăn thua. Họa đạo và midrun invoker có vẻ như là không viên hướng bằng miracle invoker rồi. Midrun invoker không múa rồi, 5-5-3 chỉ số midrun khi mà kết thúc trận đấu này. Tôi bắt đầu ra và bấm post đây. Bấm post nào. Director thì anh các bạn. Director chứ. Nhầm. Nó phải là director, không phải là director.